MC Thành Trung trả thù thành công sau khi bị bà xã bơ đẹp tại Táo Quân cách đây hơn một thập kỷ. Nam mắc ca bức xúc khi bà xã từng không biết trân trọng khi có vé xem Táo Quân, trước khi gặt hái nhiều thành tựu nhờ vai trò người dẫn chương trình. MC Thành Trung còn được đông đảo khán giả biết đến nhờ việc tham gia diễn xuất trong chương trình Gặp Nhau cuối năm cách đây nhiều năm trước. Không để người hâm mộ thất vọng, anh đã xác nhận sẽ có mặt trong số kỷ niệm 20 năm Táo Quân bắt đầu phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam. Mới đây trên trang cá nhân, MC Thành Trung đã hài hước chia sẻ về câu chuyện bị bà xã bơ đẹp cách đây 10 năm về trước. Trong ngày ghi hình Táo Quân 2023, anh vui vẻ cho biết bản thân đã trả thù thành công nội âm ước năm nào. Cụ thể anh tâm sự về tình huống giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên nói chuyện với nhau cách đây 10 năm. Cô ấy thỏ thẻ nói với tôi Tết này anh cho em cặp vé xem Táo Quân nhé. Năm ấy tôi cho cô ấy vé đi xem. Hết chương trình tôi gọi hỏi thăm thì cô ấy trả lời giáo hoành xem được một lúc em về anh ạ, vì người yêu em gọi. Cái thật sự, không phải vì vụ người yêu gọi mà là vì không biết trân trọng công sức của nghệ sĩ và bao nhiêu người muốn xem mà không có vé. Đồng thời Nam MC chia sẻ thêm về sự thay đổi của vợ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đúng 10 năm sau, vẫn là Táo Quân. Cô ấy phải tự động đến từ rất sớm rồi trông nom, cơm cháo cho hai thằng con tôi và chắc chắn. Phải ở đến tận cuối cùng để xem tôi đã thật sự hài lòng về sự chu đáo của cô ấy hay chưa. Trả thù nó phải như thế anh em ạ. Em cảm ơn các anh đã tạo điều kiện cho em được trả thù ạ. Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Quốc Khánh, Công Lý. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước câu chuyện của Nam MC và bà xã. Cô ấy đang cười khẩy và bảo 10 năm nữa xem lại xem ai trả thù ai. Trả thù kiểu này thì đỉnh quá anh ạ. Táo Quân năm nay nhất định rất hay luôn ạ. 10 năm sau vẫn có người xin nhưng anh không cho. Chúc gia đình nhỏ anh hạnh phúc.